Hello, chào các bạn đến kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Đức Văn. Thì bác sĩ vừa thực hiện xong một ca nâng cấp vòng 1 theo đường chân nấm hay còn gọi là đường Omega để kết hợp với lại vị trí thu nhỏ đầu ti cho một khách hàng này đã có gia đình và có hai bé rồi, thì cái bầu ngực cũng có mô tuyến chút xíu và cũng hơi sệ chút. Thì bác sĩ chọn cái đường Omega, đường chân nấm để kết hợp với lại thu đầu ti. Thì khoảng một tiếng đồng hồ thì bác sĩ thực hiện xong cái ca này. Các bạn thấy quan sát là khe ngực rất là đẹp nha các bạn. Bầu ngực tròn, không bè ra hai bên. Và chân ngực nó đều. Các bạn có thể quan sát kỹ nhé. Trước và sau đây có một cái khe cực kỳ đẹp luôn. Thì với phương pháp mà để mà những trường hợp nào mà muốn thu nhỏ đầu ti thì bác sĩ luôn luôn chọn phương án là đi đường ở quần để kết hợp với lại thu nhỏ đầu ti, để mà nó có vết sẹo chỉ có một vết thương một thôi. Vâng, vậy bạn nào có nhu cầu nâng ngực hay là có ngực xa trễ hoặc là đã đặt rồi nhưng chưa hài lòng thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ trên fanpage của bác sĩ thẩm mỹ Lê Đức Văn nha các bạn. Xin chào.